có rất nhiều lợi ích cũng như lý do khiến các bạn đi theo game. Các bạn có thể search trên mạng rất nhiều, nhưng ở đây mình chỉ nêu một vài lý do mình cho rằng đó là quan trọng nhất thôi nhé. Lý do nhất, vì sức khỏe. Khoa hãy nói đến lợi ích gì cao siêu. Lợi ích lớn nhất mà game có thể đem lại cho chúng ta đó chính là sức khỏe. Các cụ có sức khỏe là có tất cả mà. Các cụ nói chắc là sai, ít nhất là trong trường hợp này. Nếu như bạn 18, 19 tuổi, ok, các bạn có thể chơi game đến 2, 3 giờ hoặc đến sáng mà các bạn vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng nếu các bạn 27, 28 tuổi hoặc đi làm được một thời gian như mình hoặc ngoài 30, các bạn sẽ hiểu được sức khỏe quan trọng như thế nào. Nếu như các bạn không có sức khỏe tốt, các bạn suốt ngày ốm đau thì thật khó để các bạn có thể làm gì đấy một cách trọn vẹn, kể cả việc bạn đi làm lẫn đi chơi. Đi chơi cũng tốn sức nhé, đi chơi mà bạn không có sức thì đi chơi làm sao được. Các bạn nên đầu tư cho bản thân mình, đầu tư cho sức khỏe của mình. Đầu tư cho bản thân mà, nó luôn luôn là khoản đầu tư có lãi mà, đúng không? Mà nó lại còn là đầu tư cho sức khỏe của bạn.